Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lên cho anh em một bộ lửa cúp 83 cực đẹp như mới luôn nha anh em. Tình trạng lửa rã trong máy xe kho Honda xe băng là điện Nhật về nha. Tình trạng bộ lửa này hoàn hảo cực đẹp, không có điểm trừ nào hết nha anh em. Thì full bộ lửa cúp 83 trong cái xe cúp 83 đèn vuông 4 số không đời này mình bán cho anh em với giá là 1,2 triệu cho bộ lửa 83 cực VIP này nha anh em. Ba anh em là cuộn lửa nguyên zin cực đẹp không lỗi lầm, giắc cắm là nguyên zin, dây là còn mềm dẻo rất là đẹp, chưa vệ sinh luôn, ốc tán là xanh lè. Bộ lửa này mình bao anh em là lửa sống đèn sáng, nói chung là bao đủ thứ cho anh em, không có lỗi nào hết nha. Bộ lửa này là đẹp, không có cái lỗi, bất cứ cái lỗi nào. Đó. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình nha, 0933 996 32. Vô được tất cả các dòng xe cúp nha anh em. Đó. Này là lửa FT gần kích dài nè. Đó. Anh em chơi xe độ cũng chạy rất là đã luôn. Qua lăng này dài nha, dài hơn những cái qua lăng của 84 như kia luôn. Anh em nhìn chờ cầm cái qua lăng không? Còn giống mật luôn nè. Zin đẹp. Ken xe ben không tì vết. Rồi bộ lửa này mình bán cho anh em với giá là 1,2 triệu cho bộ lửa 83 cực đẹp nha anh em. Đó. Lửa này thì anh em chắc cũng ít gặp, nhưng mà anh em nào mà thật sự đang cần lửa này thì dịch vụ này là không còn gì để bàn cãi nữa, tại vì nó quá đẹp và quá hoàn hảo nha anh em. 1,2 triệu cho bộ lửa này thôi.